Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với chuyện ma nhuần kể. Thì bạn nào mà có những cái câu chuyện ma hoặc là những cái câu chuyện tâm linh mà mình thường xuyên nghe ông bà của mình hoặc là cha mẹ của mình kể lại mà muốn cho Nhuần kể lại cho mọi người cùng lắng nghe luôn nè, thì có thể gửi qua cho mình qua số điện thoại Zalo hoặc là cái Gmail mình để ở trên màn hình đó nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước qua tới một cái tập truyện thứ 92. Thì cái câu chuyện này nè, nó nói về một cái quá trình trừ tà để mà giải cứu cái người cha của cái bạn trong gia đình này. Câu chuyện này nó cũng khá là ly kỳ hấp dẫn luôn. Thực hư ra sao thì mời mấy bạn cùng lắng nghe nha. Thì cái câu chuyện hôm nay là do cái bạn này đã kể lại. Cái câu chuyện này nó xảy ra với chính gia đình của bạn này luôn. Thì bạn nói nha, là cách đây vài năm về trước thì nhà bạn có mua được một cái căn nhà ở trong hẻm, mà chủ cũ của ngôi nhà này nè là cái người qua đó. Và khi mà nhà bạn mua cái ngôi nhà này về thì cha mẹ bạn cũng cho sửa sang lại các kiểu, sau đó thì mới dọn về ở. Thì cái căn nhà này nè, nó có một cái chợt và một cái gác lửng thì khi mà dọn về đây ở nha, thì bạn nói là ngay những cái ngày đầu tiên luôn, khi mà bạn về đây bạn ở nè, bạn luôn có những cái cảm giác rất là lạ. Bạn nói nha, nếu mà nhà bạn mỗi khi mà có đầy đủ người nha thì bạn thấy bình thường, không có cảm giác đó. Nhưng mà mỗi khi mà có một mình bạn ở nhà thì bạn luôn có cái cảm giác là như là có một cái người nào đó ở trong nhà chung với mình vậy đó. Mà rõ ràng cái lúc đó nha là có một mình bạn thôi. Và bạn liên tục nghe những cái tiếng động rất là lạ luôn. Ví dụ như cái nhà là tầm khoảng 8 giờ mấy 9 giờ tối, thì khi mà bạn vừa đi làm về bạn bắt đầu tắm rửa các kiểu này nọ đồ. Thì khi mà bạn lên gác thì bạn có một cái phòng ở trên cái gác lửng đó, thì bạn ở chung với em gái của mình. Thì khi mà bạn nằm nghe điện thoại nha, là bạn thường xuyên nghe thấy những cái tiếng bước chân mà đi lên xuống cầu thang vậy đó. Mà do cái nhà này nè là cái cầu thang bằng gỗ nữa, cho nên bạn nghe rất là rõ luôn. Bạn nghe thấy cái tiếng nó cứ đi lên vậy đó. Những ngày đầu nha thì bạn nghĩ là chắc là cô em gái đi về rồi cô em gái đi lên, thì bạn cũng lắng tai nghe vậy đó. Nhưng mà nha, là bạn nghe thấy cái tiếng mà đi lên, xong rồi lại nghe thấy cái tiếng đi về hướng cái phía phòng của bạn. Lạ một cái nha, là nếu mà bây giờ, nếu mà em gái của bạn đi làm về thì đi lại tới cái phòng thì phải bước vô phòng luôn. Đằng này không có, nó bước lại tới cái phòng thôi, rồi nó đứng lại nó im bặt hả mấy bạn. Nó im bặt luôn, không có cái tiếng động gì nữa hết trơn Bạn này nghe cũng nằm chờ nha, tại vì rõ ràng là cái tiếng đó nó đi lại tới cái phòng mình rồi. Nhưng mà sao nằm hoài nó cũng nghe thấy cái tiếng như vậy, nó không có vô phòng gì hết trơn. Mà nhiều lần như vậy đó, làm cho bạn này cũng rất là lo ngại. Xong rồi có nhiều lần nha, bạn cũng nhắn tin cho em gái của mình, hỏi là cũng như em về chưa. Nhưng mà những lần như vậy thì cái người em của bạn đều nói là em chưa có về. Bắt đầu nha, bạn thấy sợ. Tại vì bây giờ không phải em gái của mình thì là ai trong nhà? Cha mẹ, anh hay là chị dâu? Nhưng mà nếu mà những cái người đó, thì nếu mà đứng trước phòng của bạn thì một là kêu, hai là phải mở cửa đi vô phòng, chứ sao mà đứng im lặng một buổi trời như vậy. Xong rồi bạn cũng thấy sợ dữ lắm nha, bạn cũng dặn em bạn đi về. Thì khi mà em bạn đi về vô phòng bình thường, thì bạn cũng hỏi thăm mà nhà có ai về chưa. Thì em bạn nói nha, là không có ai về hết trơn, chưa có ai về hết trơn. Bạn mới bắt đầu nhớ lại, vậy cái tiếng bước chân hồi nãy là của ai. Và những cái ngày sau đó là bạn liên tục bị bóng đè, kiểu như là ngủ thì bị ngộp thở, nói chung bị đè đầu rất là khó chịu luôn. Mà thường xuyên ở nhà một mình thì lại nghe những cái tiếng bước chân vậy đó. Mà nhiều ngày liền nó dồn lại như vậy đó. Nhưng mà cái lúc này nè, bạn cũng không dám kể lại cho gia đình mình nghe nữa, tại vì nhà cũng mới mua hả. Mà bây giờ bạn lại trải qua những cái chuyện như vậy thì làm cho cha mẹ lo lắng nữa, hoặc là nói bạn tưởng tượng nữa, rồi nhiều khi là suy nghĩ những cái chuyện này chuyện kia, rồi nói trong nhà có ma quỷ, rồi mất công nữa. Cho nên bạn quyết định là chịu đựng một mình luôn. Thì trong một cái khoảng thời gian mấy tháng trời đó, liên tục bạn đều bị như vậy hết trơn. Cứ hễ mà ở nhà một mình nha, là đều nghe thấy tiếng động, hoặc là bị đè hết trơn, mà cũng không có dám kể mà nói cho ai nghe hết trơn. Tuy nhiên nha, là cho đến một cái lần hôm đó, là hồi xưa giờ là kiểu như bạn bị nhát thôi, bạn bị ma đè, hoặc là bị nghe thấy cái tiếng bước chân này nọ thôi, nhưng mà chưa một lần nào bạn nhìn thấy hết trơn nha. Nhưng mà tới cái ngày hôm đó là bạn đã chính mắt nhìn thấy luôn. Là tới cái lần này kiểu như là tức nước vỡ bờ vậy đó, bạn không thể nào mà chịu nổi được nữa. Cho nên là sau cái lần đó là bạn quyết định là nói cho mẹ mình nghe, nói cho ba mình nghe, để mà có cái hướng giải quyết, chứ bạn không thể nào mà sống trong một cái cảnh như vậy được nữa. Thì cái ngày hôm đó đó nha, thì bữa đó là ngay cái dịp là 14 tháng 7 âm lịch, là cũng ngay cô hồn luôn đó. Bạn mới nói với mẹ của bạn đó nha,
là ngày mai 15 tháng 7 rồi, cho nên ngày mai là con sẽ đi chùa. Thì ngay cái đêm hôm đó, đúng cái đêm hôm đó luôn, là trong cái lúc mà bạn đang ngủ, bạn không thở được, bạn ngợp mà bạn kiểu như là ai đè lên trên ngực, lên trên bụng bạn vậy đó, bạn không thể nào thở được hết trơn á. Bạn mới suy nghĩ trong đầu nha, rồi chết rồi, bị đè nữa rồi. Thì bạn cũng cố gắng bạn mở mắt ra. Thì cái lúc nãy nha, là tay chân của bạn không thể nào nhúc nhích được chân. Bạn dùng dãy mà không thể nào được. Bạn cố gắng bạn quay qua bạn nhìn đứa em của mình á, thì em bạn vẫn ngủ bình thường, không có chuyện gì chân. Bạn cũng cố gắng bạn kêu em của bạn nha, nhưng mà không có kêu được. Em bạn nằm ở trong, bạn thì nằm ở ngoài. Bạn quay qua bạn kêu em vậy đó, thì bạn giật mình. Khi bạn quay vô bạn nhìn em bạn á, bạn giật mình tại vì bạn thấy á nha, là có một cái người đang ngồi ở dưới đất á. Hai chị em thì ngủ ở trên giường, mà cái người này ngồi dưới đất mà cái lưng á dựa vô cái thành giường của bạn. Mà trong cái tiềm thức của bạn nhớ á nha, là bạn thấy là dáng của một cái người đàn ông, nhưng mà rõ ràng bạn không thấy được cái người này là cái mặt như thế nào. Bạn chỉ thấy một cái bóng đen từ trên xuống dưới đen thui luôn. Bạn mới sợ quá trời, bạn giật mình, trời ơi ai vậy, cái ông nào mà tự nhiên giấc giờ á mà ngồi ở trong nhà mình vậy. Xong rồi bạn có cảm giác á nha, là có một cái gì đó đang nhìn mình nữa. Theo quán tính á nha, bạn mới liếc ra, bạn nhìn ở cửa phòng một cái nữa. Lúc này nè, bạn mới tá hỏa tâm tinh, tại vì bạn nhìn thấy một cái cô gái nữa. Bạn nói nha, là cái cô gái này cổ đứng ở ngay cửa phòng. Ở trên người á là mặc một cái bộ áo dài học sinh, mà kiểu áo dài màu trắng á nha, mà tóc dài. Mà bạn nói á, là cái mái trước kiểu như là mái ngang tràn vậy nè. Và cái cô đó nha, là đang kiểu như nhìn bạn rồi cười với bạn vậy đó. Trời, lúc này bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong rồi bạn mới cố nhắm tịt mắt lại, kiểu như là không nhìn thấy thì không sợ, bạn nghĩ trong đầu á nha. Thì một hồi sau á, bạn mới nhúc nhích được, bạn mới thoát đi cái cảm giác á mà cứng người đó. Xong rồi bạn mở mắt ra thì bạn không có thấy cái gì nữa trơn nha. Thấy mấy cái người đó biến mất tiêu hết trơn rồi. Cái này á rõ ràng không có phải là mơ, là bạn thấy thiệt chứ không phải là mơ. Bạn xác định một điều vậy luôn. Thì sợ quá trời thì cũng cố gắng, đêm đó là đâu có ngủ được, trằn trọc vậy đó. Xong rồi sáng hôm sau mới kể cho mẹ nghe, là tối hôm đó là con thấy vậy đó. Rồi cũng kể là hồi xưa mà khi mà nhà mình vô đây ở nè, là con nghe những cái tiếng động như vậy, con bị đè như vậy đó. Nhưng mà hồi xưa giờ là không có thấy ai hết trơn, nhưng mà chỉ có đêm qua là thấy một cái người ngồi bệt ở dưới đất, và một cái cô gái mà đứng ở ngay cái cửa phòng đó, là lần đầu tiên là bạn này nhìn thấy luôn. Mới kể cho mẹ nghe, rồi nói rồi cũng con sợ đây nọ đó. Thì cái lúc đó mẹ bạn cũng an ủi, xong cũng dặn bạn á nha, là bây giờ tối con ngủ á, cố gắng niệm Phật đi, nhẩm Phật ở trong đầu á, coi làm sao. Thì những đêm sau bạn cũng nghe lời mẹ của mình, nhưng mà nó cũng đỡ hơn một chút xíu thôi, chứ nó cũng không có hết nữa mấy bạn. Nó chỉ đỡ hơn một phần thôi nha. Thì một thời gian sau nữa thì bạn cũng đi làm thôi, chứ không có ở nhà thường nữa, cho nên á là nó cũng bình thường nha. Cho đến á là Tết năm đó, thì quê của mẹ bạn á là ở dưới Cần Thơ. Thì bình thường á là Tết thì gia đình của bạn sẽ đi xuống Cần Thơ để mà cũng như là ăn Tết, cũng như là chơi với bà con đó. Nhưng mà bạn nói nha, là do nhà bạn á là muốn thoải mái, cho nên Tết về nhà bà con chơi á thì không có ở nhà họ hàng, mà lại nhà bạn thường xuyên ở cái khách sạn, để mà có đi đâu chơi thì cũng thoải mái. Mà bình thường á nha, là nhà bạn ở duy nhất một cái khách sạn quen hồi xưa giờ thôi. Nhưng mà cái năm nay nè, là cái khách sạn đó nó nghỉ rồi, kiểu như là kinh doanh không có được thuận lợi đó, cho nên người ta mới nghỉ kinh doanh rồi. Cái lúc này thì nhà bạn mới quyết định là chọn một khách sạn khác. Cái khách sạn này nè, nó thì ở gần Bến Ninh Kiều, đi ra Bến Ninh Kiều thì tầm khoảng 10 phút thôi mấy bạn. Tầm khoảng 10 phút à. Cái chỗ á thì nói chung là nó cũng khá là vắng nha, nó không phải là chỗ đông đúc dữ lắm. Thì khi mà vô thuê phòng á, thì nhà bạn thuê hai cái phòng, thì cha mẹ bạn mới thuê một cái phòng lớn để mà cha mẹ ở chung với anh chị với một cái đứa nhỏ nữa. Còn một cái phòng nhỏ hơn là bạn với cái cô em gái của bạn, là hai người ở chung với nhau. Thì bạn nói nha, là ngay cái lúc mà bạn vừa bước vô căn phòng của mình á, là bạn có một cái cảm giác nó kỳ kỳ rồi. Bạn thấy nó kỳ lạ dữ lắm rồi, nó nôn nao trong người đó. Nhưng mà do đi xa cũng mệt, rồi bạn nghĩ ở đây cũng có một hai ngày thôi, qua ngày hôm sau thì cũng đi xuống nhà bà con rồi, cho nên là chắc cũng không có gì đâu, ngủ có một đêm mà, có gì đâu. Bạn mới nghĩ như vậy đó nha. Thì cái lúc đó bạn cũng đi vô bạn tắm, mà cái lúc bạn tắm bạn thấy khó chịu dữ lắm. Bạn cảm giác á nha, như là có ai đang nhìn mình mà nhìn chầm chầm vô mình vậy đó. Mà bạn nói nha, là cái đêm hôm đó bạn nằm bạn trằn trọc hoài mà bạn không ngủ được. Bạn kể lại đó, hồi xưa giờ mỗi khi mà bạn ở khách sạn á, là bạn đều đóng cái cửa toilet hết trơn. Mà không biết cái lần này làm sao mà tự nhiên hai chị em bạn đi ngủ mà quên đóng cái cửa toilet đi.
Mà ngặt một cái nữa là bạn cứ trằn trọc không ngủ được, mà con mắt bạn sao mà nó cứ đảo vô cái cánh cửa toilet hoài à. Nó lạ vậy đó. Thì cái đêm hôm đó nha, tầm khoảng 2-3 giờ đêm á, tự nhiên bạn có cái cảm giác như là ai đang nhìn mình vậy đó. Mà lúc đó bạn đang nhắm mắt nha. Xong rồi bạn mới mở mắt ra, thì bạn mới giật mình. Tại vì bạn thấy á, là có một cái cô gái đứng ở trong toilet á, đang đứng nhìn bạn. Trời, lúc này là bạn giật mình hết trơn. Mà không biết làm sao, mà cái lúc này nha, là bạn không có bị cứng người đơ người vậy trơn, bạn vẫn hoạt động được bình thường nha. Xong rồi bạn mới quay qua, bạn nhìn cái đứa em gái của mình, thì nó nằm nó ngủ tỉnh bơ, không có chuyện gì xảy ra hết trơn. Chỉ có một mình bạn mới có cái cảm giác đó thôi. Xong rồi bạn mới kêu em gái của mình, ê mày, ê, ê, cũng thì thào kêu vậy đó nha. Thì nó cũng quay qua nó hỏi, ở cái gì chị mà kiểu như đang say ke vậy đó. Thì bạn mới kêu nha, nà nằm sát vô ôm chị đi. À, kiểu như là do hai chị em ở chung lâu rồi, à, em của bạn cũng biết là ở nhà bạn thường hay nhìn thấy vong như vậy đồ, à, cho nên em bạn cũng biết cái chuyện đó. Em bạn cũng biết là chắc là bạn đã thấy cái gì rồi, à, cho nên á, là nó cũng hiểu nha. Nó cũng quay qua nó nhìn giáo giác vậy nè, mà nó không thấy gì hết trơn á. Xong rồi nó thấy cái cửa nhà tắm á, là chưa có đóng, cho nên á, là nó đi lại nó đóng cái cửa nhà tắm. Và nó xích lên nó ôm bạn nó ngủ. Nó nói ngủ đi bà. Thì từ khi mà đóng cái cửa nhà tắm nha, là bạn ngủ được bình thường, ngủ tới sáng là không sao hết trơn á. Thì xong rồi bạn nói nha, là tới sáng ngày hôm sau, à, thì bạn cũng đi chơi nhà bà con bình thường nha. Và tới cái ngày hôm sau nữa, thì do là đã có kinh nghiệm lần trước rồi, thì cái đêm hôm đó là bạn ngủ mà bạn niệm Phật trong lòng vậy đó, cho nên á, là bạn cũng ngủ im xuôi, nó không có chuyện gì xảy ra nữa hết trơn á. Rồi tới cái đêm sau nữa, thì do là cái đêm sau nữa là bạn với đứa em của bạn á nha, là đi qua một cái nhà bạn chơi rồi ngủ ở lại đó luôn. Thì cái phòng đó đó lại nhường lại cho hai cái người chị với anh rể của bạn á, là ngủ ở trong đó. Thì xong rồi mọi chuyện cũng bình thường hết trơn. Sau cái chuyến đi chơi Tết đó đó, thì nhà bạn á cũng quay trở lại, à, cũng đi làm bình thường nha. À, thì có một cái ngày hôm đó tự nhiên cũng như bạn cũng đi học đi làm về bình thường vậy đó. Thì trong cái lúc mà bạn đi làm về, thì tự nhiên bạn nghe thấy cái người anh rể của mình á kể lại cho mẹ nha. Mẹ ơi, sao con thấy kỳ vậy lắm nha. Mỗi lần á mà con ở nhà một mình á nha, là tự nhiên con nghe thấy cái tiếng bước chân ở trong nhà mình á. Mà lúc nào mà con ở nhà một mình con mới nghe nha. Xong rồi chị dâu cũng kể nha, là trong cái phòng khách sạn ở Cần Thơ á, là chị cũng nhìn thấy một cái cô gái cứ đứng ở trong toilet vậy đó, mà cứ nhìn ra hoài à. Thì xong rồi anh chị cũng kể lại. Thì khi mà bạn về, bạn cũng vô tình bạn nghe được, thì bạn nghe là y y như cái cảm giác mình trải qua luôn. Xong rồi bạn cũng nhào vô, bạn cũng kể lại, ờ, hồi xưa giờ con cũng nghe cái cảm giác vậy vậy đó. À, xong rồi thì mẹ bạn thấy như vậy nha nha, cũng tin. Thì mẹ bạn nói là chắc là để mẹ lên trên chùa đó, mẹ thỉnh mấy cái dòng sâu chuỗi á về cho mấy đứa đeo, để mà cũng như trừ tà đồ này nọ đó. Thì xong rồi mẹ bạn cũng nói á, thì cái hồn ma ở trong khách sạn thì nói chung là cũng thường thấy, là chắc là cái quan hồn người ta ở trong đó, rồi mình đi vô mình ngủ rồi mình thấy vậy thôi chứ không sao đâu, chắc người ta cũng không có đi theo về nhà đâu. À, thì mẹ bạn cứ nghĩ vậy đó. Thì xong rồi thì cũng bình thường trở lại. Cho đến mấy tháng sau nha, thì tự nhiên ba của bạn á, mà bạn nói ba của bạn hồi xưa giờ á, là một cái người rất là mạnh mẽ, là trụ cột của gia đình mà. Mà tự nhiên cái đợt đó nha, về mấy tháng sau, là ba của bạn trở nên nó ẻo lả như là phụ nữ vậy đó nha. Nó có nhiều cái cử chỉ nó điệu hạnh kỳ cục dữ lắm kìa. Và cái cuộc sống vợ chồng của ba mẹ bạn á, đang hạnh phúc vậy đó nha. Hồi xưa giờ rất là ít khi nào mà cự lộn hay là đánh lộn gì hết trơn á. Cũng có nhưng mà rất là ít luôn. À, nhưng mà từ cái dạo đó trở về đi nha, là hai người thường xuyên cự cãi. Mà ba của bạn á, là cứ hay kiếm chuyện với mẹ của bạn, rồi gây cãi nhau kịch liệt vậy đó. À, bạn nói đỉnh điểm á nha, là tới cái ngày sinh nhật của ba của bạn, thì cái ngày hôm đó nha, là cha mẹ bạn cãi nhau cực kỳ lớn luôn. Xong rồi ba của bạn á, mới lấy cái bàn ngay nóc á, mới giục vô người của mẹ bạn. Thì may mắn cái lúc đó là anh của bạn mới đỡ kịp, cho nên á, là không có trúng mẹ. Ba bạn cũng tức quá bỏ đi. Thì xong rồi mẹ bạn á nha, là cảm thấy bị tổn thương, kiểu như là hồi xưa giờ hai vợ chồng sống với nhau biết bao nhiêu năm rồi, có cháu nội cháu ngoại luôn rồi, mà tự nhiên bây giờ ổng lại đổ đốn, ổng đánh vợ đánh con như vậy. Trong gần 2 tháng nay nè, là ổng liên tục có những cái hành động mà tạo ra mâu thuẫn, kiểu như kiếm chuyện với mẹ của bạn vậy đó. Cho nên mẹ của bạn tủi thân và tổn thương dữ lắm. Rồi hôm nay á, còn lấy cái bàn ngay nóc mà chọi mẹ bạn nữa. Lỡ mà chọi trúng á, là mẹ bạn bể đầu rồi hay là bị thương gì còn sao. Cho nên mẹ bạn á, buồn bã nên mới quyết định đó nha, là bây giờ quyết định ly hôn. Thì cái lúc đó mấy anh chị em trong nhà nói chung là cũng buồn dữ lắm, cũng khuyên tới khuyên lui, kiểu như là bây giờ ba mẹ sống với nhau cũng hồi đó giờ rồi, à,
tính tình này thì cũng hiểu hết trơn rồi, thì nhiều khi cha ổng bực cái gì đó ổng mới làm vậy thôi. Rồi bây giờ tụi con á thì không lẽ ba mẹ ly dị rồi cũng tội nghiệp tụi con nữa. Nói chung cũng khuyên mẹ bạn rất là nhiều luôn. Xong rồi thì mẹ bạn cũng xui xui xuống. Thì tới cái chiều tối hôm đó là ba bạn về, thì nói chung là cả gia đình cũng ngồi lại nói chuyện với nhau đó. Ai có cái chuyện gì thì cũng nói với nhau. Thì xong rồi ba mới nói nha, là kiểu như anh em không có hòa thuận với nhau, rồi nói chuyện vài câu thì gây lộn cho nên ba buồn. Rồi ba nói à mẹ không có quan tâm tới ba cho nên ba buồn này nọ đồ. Thì ai có cái chuyện gì cũng giải tỏa nói ra hết. Là nói chung là bây giờ thì kiểu như cũng vì con vì cái, cho nên là cũng hòa giải. Nhưng mà mẹ bạn nói nha, là nếu mà có một lần nữa là sẽ ly dị chứ không có thể nào mà sống vậy được. Thì xong cái chuyện đó rồi thì cha mẹ của bạn cũng ở lại bình thường nha. Tuy nhiên á, mà anh chị em của bạn cũng lạ một cái, là cũng nhìn lại cũng thấy nha, là cha mình sao kỳ quá. Hồi xưa giờ cha mình đâu có cái cảm giác như vậy đâu. Hồi xưa giờ ba mình mạnh mẽ dữ lắm kìa, mà bây giờ kiểu cử chỉ nó cứ như cô gái hai mấy tuổi mà vuốt tóc rồi ngồi mà kiểu ngồi chéo chân đồ, nó lạ dữ lắm. Mẹ bạn cũng thấy như vậy nha, cũng nghĩ kỳ kỳ. Ban đầu không ai nghĩ mà có vấn đề tâm linh gì liên quan tới cái vụ này hết trơn á. Mẹ bạn cứ nghĩ á nha, là không lẽ là ông có bộ nhí hay gì đó thôi. Mà nếu mà có bộ nhí á thì sao mà có cái cảm giác, có cái cử chỉ như vậy. Mẹ bạn cũng nhiều khi mấy bà bạn tâm sự đó, mẹ bạn cũng tâm sự lại. Thì trong cái top bạn của mẹ bạn đó thì có một cái bà bạn, bà có quen một cái bà thầy. Nói chung bà thầy này nghe nói cũng giỏi nha, thì bà mới giới thiệu cho mẹ của bạn. Bây giờ á là kêu mẹ bạn á nha, là đi coi thử coi, nhiều khi là ổng bị duyên âm hay là có ai đi theo ổng cũng chẳng hạn. Bây giờ lại có bà thầy này nè, coi thử coi sao, nghe nói bà hay dữ lắm. Thì xong rồi mẹ bạn cũng âm thầm đưa ba bạn đi, tại vì là người ta cũng dặn là không có nói cho ổng biết. Thì mẹ bạn cũng kêu ba chở đi công chuyện vậy đó nha, thì cũng âm thầm đi lại nhà cái bà thầy đó. Thì mẹ bạn kể lại nha, là cái lúc mà là tới cái nhà bà thầy đây nè, thì nhà của bà có nuôi 7 con chó Alaska. Nói chung là con nào con nấy chạp bá lửa, bự lắm. Mẹ bạn nói nha, là cái lúc mà đi vô á, mẹ bạn đi vô á thì nó bình thường, nhưng mà tới ba đi vô á nha là nó sửa quá trời luôn, nó sửa cực kỳ sửa luôn. Mà mấy bé Alaska này nè, nó to mà cái họng của nó mấy bạn cũng biết rồi, cái họng của nó quang quảng vậy đó. Mà 7 đứa như vậy thì nó sửa là sụp hết trơn luôn, gần hết trơn vậy đó. Mà ba bạn á nha, hồi xưa giờ đâu phải là một cái người kiểu là sợ chó dữ lắm đâu. Bình thường ba thấy chó thì ba cũng cười cười bình thường, nói chung thái độ bình thường à. Nhưng mà đằng này lạ dữ lắm, ba bạn có một cái thái độ như là một cái cô gái mà mười mấy 20 tuổi mà gặp chó sữa mà sợ vậy đó. Sợ quá kiểu vậy, y như là một cái người phụ nữ mà nhõng nhẽo khi mà bị chó gượt vậy đó. Trời ghê quá, sợ quá, kiểu vậy đó. Trời ơi, làm cực kỳ dữ lắm kìa, mà nép cái người vô mẹ bạn vậy đó nha. Thì cái lúc đó là cái bà thầy bà mới bước ra, bà la mấy bé chó đó, thì tụi nó mới im đi. Thì ba của bạn á mới từ từ rón rén đi vào nhà. Thì khi mà ba đi vào nhà nha, là bà thầy bà dòm, bà quan sát một cái, bà hỏi vài câu thì bà biết rồi. Bà mới nói với mẹ bạn á nha, là bây giờ á là ba của bạn có một cái vong nữ theo. Mà cái vong này không phải thường nữa, theo cũng khá là lâu rồi, cũng một thời gian vậy, cũng một thời gian rồi đó. Thì mẹ bạn nghe cũng sợ dữ lắm nha. Thì ba của bạn lúc này á cũng ngồi im ghe. Thì bà thầy bà mới kêu ba của bạn á, đâu xây lại đưa cái lưng ra cho tôi coi coi. Thì lúc đó ba của bạn cũng xây lại, nghe lời dữ lắm luôn. Xong rồi mới dở cái lưng lên. Thì bà làm cái gì đó, bà đụng vô cái lưng ba của bạn 2 cái thôi. Tự nhiên ba của bạn khóc lên, khóc hù 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 lên, khóc gào khóc lên, gào khóc một cách kỳ lạ lắm kìa. Hồi nào giờ ba của bạn đâu có khóc kiểu vậy đâu, mà bây giờ ba gào lên, ba khóc kỳ lạ dữ lắm. Thì bà thầy bà mới hỏi nha, làm gì khóc, vô người ta, vô xác người ta rồi phá người ta như vậy đó, mắc gì khóc, tên gì, nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu vậy? Thì ba của bạn mới vừa khóc vừa trả lời nha. Thì cổ nói nha, cổ tên là B, 24 tuổi, và cổ á nha là nhà quê ở Cần Thơ á. Rồi bà thầy bà mới hỏi á, sao mà chết vậy? Thì cổ mới trả lời nha, thất tình nên chết. Tại vì ảnh á, ảnh vô ngay cái chỗ mà tôi chết đó nha. Mà tôi á, hồi đó nha, là tôi quen với một cái anh kia kìa. Rồi cái anh kia anh phản bội tôi, cho nên á, là tôi vô cái phòng của khách sạn đó, tôi thắt cổ trong đó tôi chết. Trong cái lúc mà người ta tháo cái xác tôi xuống á, người ta đặt cái xác tôi nằm đó nha. Mà không biết làm sao mà cái anh này, ảnh nằm lên ngay cái chỗ của tôi. Hồi xưa giờ có ai nằm ở đó đâu, tự nhiên bây giờ ảnh nằm ngay cái chỗ tôi nằm hồi xưa. Xong rồi tôi thấy ảnh dễ thương quá trời, cho nên tôi yêu ảnh, tôi theo ảnh.
Mà tôi theo 3 tháng á là tôi bắt được ảnh rồi. Mà bây giờ tôi theo 2 tháng rồi đó, còn có 1 tháng nữa thôi. Xong rồi khóc gào lên à, khóc như là uất ức mà kiểu như là theo được 3 tháng là bắt được rồi, mà bây giờ 2 tháng rồi, còn có 1 tháng nữa thôi à, là đã bắt được rồi. Mà tự nhiên bây giờ bị phát hiện, kiểu như bị bể âm mưu rồi đó, mới tức tối. Mà ba bạn khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi bà thầy bà mới nói nha, khóc cái gì mà khóc, bây giờ theo người ta thì thôi sức ra đi, đừng có phá nhà người ta nữa, làm vậy là không có được đâu. Thì lúc này mẹ bạn mới biết đó nha, là những cái 2 tháng vừa rồi á, là mọi chuyện xảy ra, những cái mâu thuẫn trong gia đình á, là do cái cô này à, những cái hành động của bà là do cái cô này hết trơn, chứ không phải là ba bạn làm. Thì lúc đó cũng nói một hồi, cũng khóc một hồi sau nha, thì mới bắt đầu á, xuất ra. Thì ba bạn mới ngã bật ra à, thì khi mà ba bạn tỉnh dậy á, là không biết gì chứ. Xong rồi bà thầy mới kêu về đi à, rồi qua bữa sau á, rồi mới bắt đầu tính. Thì xong rồi đi về nhà nha. Thì vừa đi và ba bạn có biết cái gì đâu, có nhớ gì đâu, thì cũng hỏi hoài vậy đó. Mà ba bạn cũng không có kể cho ba bạn nghe, nhưng mà kể cho bạn với những cái người trong nhà nghe, cũng như anh bạn em gái bạn đó. Thì cả nhà lúc này cũng lo lắng cực kỳ luôn. Thì mẹ bạn mới nói nha, để qua ngày hôm sau thì mẹ bạn á mới lại gặp bà thầy một lần nữa. Thì qua ngày hôm sau, khi mà mẹ gặp bà thầy á nha, là bà nói nếu mà muốn trị cho ba bạn á là phải trị, phải tốn kém rất là nhiều tiền. Nói thẳng vậy đó nha. Bây giờ em nhắm á là em có theo được hay không. Thì do là mẹ cũng thương ba mà, mà biết hồi xưa giờ á, những cái cuộc ẩu đả, những cái chuyện kiếm chuyện á là do cái cô đó cổ làm không à, chứ không phải chồng mình làm đâu. Cho nên á là bây giờ tốn kém cỡ nào là cũng gán lo cho chồng em thôi, mới nói với ông bà thầy á nha. Xong rồi bà mới liệt kê những cái gì á mà cần mua à, mà tốn rất là nhiều tiền luôn nha. Xong rồi mẹ bạn mới đi về. Thì mấy ngày hôm sau là ba bạn cứ ở nhà không à, không có đi ra đường nha. Mặc dù mẹ bạn nói á là không có cái hiện tượng mà bị cái cô đó nhập trở lại, nhưng mà ba bạn cứ lầm lì ở nhà không vậy đó. Xong rồi mẹ bạn mới nói á nha, cũng dụ ba bạn kêu ba bạn đưa hai đứa, mấy đứa cháu đó đi chơi đi à, dẫn đưa đi bơi hay là đi đâu chơi đi để cho khuây khỏa. Thì ba bạn thấy như vậy đó là cũng dẫn đi. Xong rồi bạn với mẹ bạn á nha, thì bắt đầu chạy xuống nhà bà thầy đó. Thì bạn nói nha, cái lúc mà chạy vô nhà bà thầy á là cái lúc mà mẹ vừa ngồi xuống thôi. Thì mẹ bạn tên là Nga nha, bà thầy bỏ mới nói Nga đây nha, hồi hôm này nè, nó về đó, nó về nó kiếm chị. Nó nói nha là nó trách móc chị, nó nói tại sao mà chị lại phá kế hoạch của nó, trong khi là nó còn có 1 tháng nữa là nó bắt được chồng em đi rồi, mà bây giờ tại sao chị lại phá nó. Mà cái gương mặt của nó nha rất là đẹp luôn em ơi, nó mặc một cái áo tím nha, nó đẹp dữ lắm, nó thương chồng em dữ dằn lắm. Thì mẹ bạn á nha lúc này sợ dữ lắm. Xong rồi tự nhiên ở trên nhà của bà nha, nó nghe một tiếng cái gầm một cái. Thì bà mới giật mình, bà mới nảy người lên. Thì mẹ bà mới quay qua nói không sao đâu con, kiểu vậy chắc con chó con mèo gì nó nhảy thôi. Xong rồi bà thầy bà mới nói á, con chó con mèo gì? Nó đó, mình nói chuyện gì ở dưới đây á nha là nó nghe hết, nó nghe hết trơn đó. Thì mới bắt đầu nha, bà mới kêu về đi, chuẩn bị tiền. Vài bữa nữa bà qua bên nhà. Thì khi mà về nha là bạn nói á nha, là cái lúc mà về á là ba của bạn cứ vậy đó, nó cứ lầm lì lì mà thái độ nó kỳ vậy lắm. Mà mẹ hỏi ba nha là ba cũng không trả lời vậy chứ. Mà những ngày sau á là gia đình ai cũng lo hết trơn á. Xong rồi tầm khoảng mấy ngày sau nữa thì bà thầy với lại người chồng của bà mới bắt đầu đến nhà của bạn này nha. Thì cái hôm đó bạn không có ở nhà, bạn chỉ nghe cái người em gái của bạn á thuật lại thôi. Thì khi mà bà tới nhà của bạn nha thì bà mới đi vô nhà, bà mới nhìn vòng vòng, bà mới chỉnh lại những cái đồ vật ở trong nhà. Bà mới nói nha là phong thủy ở trong nhà nó không có tốt, cho nên bà mới chỉnh lại những cái đồ vật ở trong nhà này nè cho nó đúng phong thủy. Và bà mới dán những cái lá bùa mà bà vẽ sẵn á nha để mà trấn lại những cái vong hồn này nè. Bà nói nha là trong nhà này á là có 2 vong nữ và 1 vong nam nha. Cái vong nữ với vong nam mà bạn nhìn thấy á là của cái người chủ nhà cũ ở đây à, ở đây lâu dữ lắm rồi. Còn thêm một cái vong mà theo ba bạn nữa là 3 cái. Mà thôi bây giờ á bà sẽ trấn lại để cho những cái người này nè không có phá nữa. Thì khi mà bà vô bà dán bùa xong rồi nha, là bà mới kêu ba bạn ngồi xuống. Bà mới nắm tay của ba bạn nha, bà mới nói em còn đây không. Thì cái lúc đó ba bạn á mới gật ra một cái. Ba bạn mới khóc lên, khóc quá trời khóc luôn, mà khóc thảm thiết vậy đó nha. Mà cái lúc đó nha, ba của bạn, bạn nói hồi xưa giờ ba bạn mạnh mẽ dữ lắm, mà cái lúc đó bà khóc như là một cái người đàn bà mà đau khổ dị tình dữ lắm nha. Kiểu như năn nỉ à, thôi cho em lấy ảnh đi, em thương ảnh dữ lắm, em thương lắm luôn.
Tại vì á là ảnh đẹp trai nè, em thương dữ lắm. Bây giờ á còn có 1 tháng nữa à. Thôi cho ảnh đi với em đi. Bây giờ không cho em bắt ảnh đi làm sao mà cứ khóc cứ năn nỉ vậy đó. Khóc ỉ ôi, khóc dữ lắm luôn kìa. Thì bà thầy bà mới nói nha, là không có được. Bây giờ người ta có vợ có con như vậy, mà bây giờ em đem người ta đi như vậy đó, rồi vợ con người ta ở đây còn sao. Thì cũng khóc một hồi nha, thì cũng chịu đi. Thì bà thầy bà mới nói á, là có muốn cái gì không. Thì cô này cô mới đòi á, là một cái cây son và một cái người yêu. Thì bà thầy bà mới nói rằng á nha, là bà sẽ đáp ứng cái chuyện này. Mà bây giờ đi đi, tha cho người ta đi. Thì sau đó đó là mới xuất ra. Thì ba của bạn mới ngất xỉu xuống. Thì một hồi sau tỉnh dậy thấy mọi người khóc lóc quá trời. Thì ba bạn cũng hỏi ủa chuyện gì vậy, chuyện gì vậy. Thì mẹ bạn cũng đâu có dám nói đâu à, cũng giấu giếm vậy đó. Xong rồi bà thầy mới đi về. Mà bà hẹn một ngày nha, là sẽ xăm lên trên người của gia đình bạn nghe nè. Ba bạn mẹ bạn nói chung những cái người trong gia đình đó, một cái hình kiểu như là cái hình đó mà để trừ tà đó à, cái dấu ký hiệu gì mở trên lưng đó. Mà bà nói nha, là cái ký hiệu đó thì có thể làm cho ma quỷ muốn nhập vào người mình, hoặc là nhìn thấy ký hiệu đó thì người ta không có dám làm gì mình hết trơn á. Thì gia đình cũng tốn rất là nhiều tiền nha, cho những cái gì mà bà thầy này nè, bà đã nói ra, bà đã vẽ ra mấy bạn. Thì bắt đầu là mọi chuyện cũng yên một thời gian nha. Tuy nhiên là một thời gian sau thôi, tầm khoảng vài tháng thôi, là ba bạn lại bị bệnh tiếp, lại có những cái hành động y như là một cái người phụ nữ như lần trước luôn. Thì mẹ bạn mới thắc mắc á nha, ủa bây giờ là mình đã làm xong xuôi hết trơn rồi, xăm thì cũng xăm hết trơn rồi, mà tại sao nhà lại bị cái chuyện này nữa, tại sao chồng mình lại trở lại những cái chuyện như hồi đó nữa, mà cái lần này á nha là nó còn tệ hơn hồi xưa nữa, mà bây giờ cha bạn nó càng ẻo lả hơn nữa, mà có những cái cử chỉ cái tướng ngồi hoặc là cái tướng nằm y như là những cái cô gái mà mặc bikini mà diễn tả vậy đó, nằm nó uốn éo ổng ẻo vậy đó à, như là kiểu như nàng tiên cá mà nằm phơi mình trên đá vậy đó. Trời ơi, cực kỳ luôn, cực kỳ là khó chịu mà chướng mắt luôn. Rồi ba của bạn có những cái câu hỏi mà những cái thái độ nó khó chịu dữ lắm. Thì bắt đầu mẹ của bạn mới hoang mang đi. Thì trong nhà lại bắt đầu những cái điều kỳ lạ, cũng như là mẹ bạn đang nấu bếp nha. Thì cũng như cái cây giá bự mà đang múc canh á, để trên bếp vậy đó, mà để sâu vô trong cái nồi vậy đó. Thì mẹ cũng quay qua nói chuyện với trong nhà. Thì tự nhiên cái cây giá nó nhấc lên, nó gớt cái bịch xuống đất luôn. Mà trong khi á nha, là không có ai hết trơn, mẹ bạn không có đụng gì hết trơn, mà nghe cảm giác y như là có người cầm cái cây giá đó dục xuống đất vậy đó. Thì mẹ bạn mới thấy hoang mang quá, mới gọi điện cho người thầy. Thì gọi điện thì bà không bắt máy nha. Mẹ bạn mới thấy như vậy á, mới chạy qua bên nhà bà luôn. Thì cứ thuật lại cho bà, thì bà cứ nói chuyện vòng vo kiểu như tam quát vậy đó. Mà mẹ bạn á nha, là hỏi là làm gì cái vong cô đó, thì có thể là cái vong cô đó đã quay trở lại rồi, bây giờ cổ phá còn hơn hồi xưa nữa. Thì bà cứ nói không đâu, không có đâu, chị xăm trên người gia đình em rồi thì không có ma quỷ gì mà phá nữa đâu. Kiểu như là nói lái ra thôi, chứ không có nói vô cái trọng tâm mà mẹ bạn này muốn nói à, cứ lái ra thôi. Thì cái lúc đó đó là mẹ bạn biết rồi, biết là bị bà này là bà dẻ nhiều rồi, bị gặp một cái bà thầy dởm rồi. Mẹ bạn cũng lo dữ lắm luôn. Mà ba bạn á thì càng ngày càng suy sụp, càng ngày càng lún theo cái kiểu mà kiểu như không phải là một cái người bình thường nữa à, kiểu như là một cái người đàn bà luôn vậy đó, chứ không phải là như hồi xưa nữa, dữ hơn hồi xưa nữa. Thì bạn thấy lo quá, thì do là hồi xưa ba bạn có một cái người chị khác họ nữa, là cùng cha mà khác mẹ đó. Thì cái chị đó là chị sống ở nước ngoài, thì cái chị này cũng đi chùa hay nghe kinh kệ Phật pháp vậy đó. Bạn mới lo quá là do hai chị em cũng thường tâm sự đó. Thì cũng kể lại, ờ chị ơi bây giờ em lo cho ba mình quá. Thì mới kể lại cho chị đó nghe. Thì chị đó lo dữ lắm, chị đó nghe thì cũng lo lắm nha. Thì chị đó mới thấy như vậy, bút vé về Việt Nam trong 1 tuần sau luôn. Nói chung là gấp gáp đi về Việt Nam. Thì khi mà thấy ba như vậy, thì chị này chỉ mới có một cái người ba nuôi, là một cái ông thầy mà ông này cũng giỏi dữ lắm nha. Cho nên á là chị đã mời cái ông cha nuôi đó à, để quay trở lại để coi ba chị coi làm sao. Thì khi mà ông thầy đến nha, thì thầy bước vô nhà thầy nhìn. Thì thầy mới lột hết tất cả những cái lá bùa mà bà thầy bà dán hết trơn. Xong rồi thầy mới nói với mẹ của bạn á nha, xin phép gia đình đó nha, là cho em á là ở trong nhà này nè có vong đó. Nhưng mà cái bà thầy trước á nha, là bà không có bắt đi, mà bà trấn người ta ở trong cái nhà này nè. Bởi vậy bây giờ á là ông thầy cũng xin phép mẹ bạn à, đem những cái vong này về để mà cho họ cũng như là đi theo kinh Phật, nghe kinh Phật để mà sớm siêu thoát đó. Thì ông thầy mới bắt đầu làm xong hết. Thì ba của bạn bắt đầu đỡ dần nha, thì gia đình cũng đỡ dần à, cũng thấy là hết rồi đó nha. Nhưng mà một thời gian sau nữa,
thì bạn nói rằng á nha, tự nhiên ba bạn bắt đầu á bệnh quá trời bệnh luôn. À, đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là một đống thuốc, là một bọc thuốc mà uống hàng ngày luôn vậy đó. Mà rõ ràng ba bạn hồi xưa giờ khỏe mạnh dữ lắm, rất là ít uống thuốc. Mà bây giờ một ngày ba bạn uống rất là nhiều thuốc, làm bạn lo lắng vô cùng luôn. Mà cứ bệnh hoài, hết bệnh đau cột sống, gây cột sống, rồi tùm lum bệnh hết trơn vậy đó. Thì trong một cái lần đó thì cái cô đó là bạn của ba mẹ bạn. Thì trong lúc mà đi chơi chung á, hồi xưa thì anh em chơi chung với nhau, ba bạn khỏe mạnh dữ lắm. Mà tự nhiên bây giờ ba bạn ốm yếu và bệnh hoạn như vậy đó. Thì cũng biết qua cái chuyện gia đình, biết qua là gia đình bị ma tà ma ám vậy đó. Thì cái cô đó nha, mới giới thiệu cho một cái người thầy nữa. Ông nói, cô này nói nha, là cái ông thầy này ông làm giùm không à, ông làm từ thiện không à, không có lấy tiền gì hết trơn á. Bây giờ mình đi mời ông thử còn sao. Nếu mà về cái vấn đề tâm linh á, thì có thể nhờ ông thầy ông trừ giùm. Chứ nếu mà về không phải tâm linh á, thì mấy giờ thuốc bác sĩ thôi. Xong rồi cái cô đó mới đem theo một sấp hình nha. Một sấp hình cũng như là hình gì mình không biết. Nhưng mà ba coi tới đâu á, là ba rùng mình tới đó. Nhưng mà nha, mà ba chỉ chăm chú mà không có rùng mình ở một cái hình là hình của Phật Thích Ca. Thì xong rồi khi mà về nhà, mẹ ba cũng liên hệ với cái người thầy đó. Thì cũng hẹn với thầy đến nhà. Thì cái hôm đó đó nha, là bạn cũng có ở nhà luôn. Bạn cũng chứng kiến một cái buổi trừ tà của ông thầy luôn nha. Mà bạn nói á, là cái buổi đó mà trong tất cả cuộc đời của bạn luôn, bạn không thể nào quên được. Tại vì nó rất là hư cấu. Bạn nghĩ hồi xưa giờ cái chuyện này là nó không bao giờ có thật, mà bây giờ nó lại xảy ra với chính gia đình của bạn, mà bạn chính mắt tận thấy luôn. Thì cái ngày hôm đó ông thầy ông tới nha. Ông thầy bạn này nói á, ông thầy á thì ông rất là to và bự con. Tướng ta ông bệ vệ to con vậy lắm, mà đầu chọc lóc ở nhà không có cọng tóc nào hết trơn á. Thì khi mà bước vô nhà thì ông mới nói với mẹ bạn á, là chuẩn bị nhang. Xong rồi nha, là mẹ bạn chuẩn bị thêm hai cái tô, mà hai cái tô mà kiểu cũ nhất ở trong nhà. Xong rồi lấy hai cái tô đó ra, thầy mới kêu ba bạn ngồi ở đó vậy đó. Là ba bạn lúc này là yếu dữ lắm à, kiểu như là ốm yếu mà xanh xao. Xong rồi ông thầy mới đốt nhang. Rồi ông thầy mới hỏi ba nha, anh á, là có một cái người anh em nào mà đã mất hay là không? Thì ba bạn mới trả lời nha, là trước đây á, thì ba có một cái người chị, là chị cả chị hai đó, mà chị đó chết khi còn nhỏ rồi. Còn có thêm hai cái người anh nữa. Một cái người anh á là chết do bệnh, còn một cái người anh đó nha là do vợ ngoại tình. Rồi xong rồi cái người chú nè mới buồn quá, mới lang thang chỗ này chỗ kia, rồi ngủ ở trong chợ á. Thì những cái người quản lý trong chợ á, là người ta thấy mà cái chú này đi lang thang vậy đó. Rồi người ta kiểu như người ta đá, người ta đuổi đi đó nha. Người ta đá nhẹ thôi, nhưng mà xui một cái á, đá không biết làm sao mà trúng vô cái chỗ hiểm của chú bạn đi. Cho nên á, là chú bị xuất huyết, chảy máu ở trong nội tạng á, rồi mới chết luôn. Chết tức chết tử vậy đó. Thì ông thầy mới nói nha, là những cái người này nè, nói chung đó là họ không có được siêu thoát được. Họ đang bị tội, không biết là bị cái tội gì, nhưng mà họ đang bị đài ở dưới một cái tầng địa ngục nào đó. Lâu lâu á, họ sẽ về, họ sẽ hành ba bạn liên tục, nhức đầu hay là bệnh hoạn này nọ đâu đó. Thì đi bác sĩ thì người ta cũng nói là gai cột sống, gai thần kinh thôi. Nhưng mà thầy nói nha, là những cái bệnh của ba bạn là do những cái vong hồn quá đó, nó chưa có siêu thoát, người ta hành thôi. Thì ba bạn cũng nói nha, cũng nhờ ông thầy là bây giờ á, là tìm cái cách nào để mà giúp anh chị của ba bạn á, mà cho họ được siêu thoát. Thì ông thầy mới nói nha, là bây giờ ông sẽ xin cái người quỷ sai mà cai quản cái tầng đó, để cho ba cái vong này được siêu thoát đi. Còn nếu á, mà họ không chịu thì bắt buộc thầy á, là phải đốt nhang lên. Thì bạn mới chứng kiến tận mắt nha, là ông thầy ông đốt nhang lên, ông khấn vái một hồi cái gì đó không biết nha. Thì xong rồi, cái tự nhiên nha, là hai cái tô đang úp vậy đó, đang úp vậy nè, tự nhiên nó chụm lại với nhau, bắt đầu nó xoay vòng vòng vậy đó. Mà trong khi đó nha, là hai cái tô này là hai cái tô cũ của nhà bạn, mà ông thầy ông chỉ ngồi ở trong phòng khách ở trong nhà thôi, ông không có đi đâu hết trơn á. Mà bạn thấy cái tô nó cứ rung rung mà nó xoay 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 vậy đó. Xong rồi ông ấy làm như là trong phim vậy đó nha. Mà bạn thấy bạn sợ dữ lắm kìa, nhìn ông làm bạn sợ dữ lắm. Xong rồi ông mới hỏi, ông nói cái gì đó bạn không có hiểu. Ông mới quay qua ông nói nha, là họ đang ở tầng 8 của cái tầng địa ngục. Ông mới ông làm dữ lắm luôn. Xong rồi ông bốc mấy cọng nhang á, ông ăn. Mà trước đó nha, là ông dùng cái tay ông cung cùi chỏi, ông đấm ầm trong cái nền gạch đó nha. Mà đấm mà chảy máu hết trơn luôn, mà ông không biết đau gì hết trơn. Mà ông còn bốc nhang ông ăn nữa. Mà trong khi những cái cây nhang á, nó đang đốt cháy vậy đó, mà ông ăn trước mặt bạn luôn, trước mặt gia đình của bạn luôn. Mà bạn nói nha, lần đầu tiên mà bạn chứng kiến cái cảnh vậy đó, ăn cây nhang mà đang cháy vậy đó, không biết làm sao mà ăn được. Mà ông ăn xong nha, bắt đầu ông bật ra. Xong rồi ông mới ngất xỉu đi.
Thì lúc đó đó gia đình cũng hoang mang lo lắng dữ lắm. Mà không biết á, là có một cái gì á nha mà khiến cho gia đình bạn không có đi vô nhà được. Thì một hồi sau ổng mới ngồi dậy, ổng mới nói nha là bây giờ á, là ba người đó thì phải chịu tội thôi. Nhưng mà còn có một cái vong quỷ nữa theo ba của bạn. Là bây giờ nha, là ông thầy ổng nói với cha bạn á, là bây giờ tôi nói cái gì, tôi làm cái gì mà anh nghe được á nha, là anh cũng không có được mở mắt nghe, phải nhắm mắt. Thì lúc đó nha, là ba cũng hoang mang lo lắng vậy lắm, mà cũng nhắm mắt vậy đó. Mà bạn nói nha, là cái mặt ông thầy lúc này nè, nó đỏ hừng hừng mà gương mặt rất là hung dữ luôn, nhìn như là một cái người quan công vậy đó. Mà nhìn cái thái độ á, ông quơ tay múa chân như á, là đang đánh lộn, đang chiến đấu với ai vậy đó. Mà nhìn vô á, là ông đánh một mình ổng mà không có ai chân á, mà rõ ràng như là ông đang đánh lộn với ai vậy đó. Mà nhìn cái mặt bạn, ba bạn á nha, nó phản phất như là một cái mặt của một cái người đàn bà vậy đó nha. Tự nhiên phản phất một cái mái tóc dài dài mà cái mái tóc đen, nhìn ba bạn á y như là một cái người đàn bà vậy đó, chứ không phải là ba của bạn nữa. Mà cái môi đỏ lợm luôn, nhìn gương mặt rất là kinh dị luôn. Mà cái lúc đó nha, là nhìn chống cự là ông thầy nha. Thì cái lúc đó ông thầy lại tiếp tục ổng quay qua ổng ăn nhang tiếp. Xong rồi ba bạn mới bắt đầu ngất luôn. Thì ông thầy ổng mới bắt đầu ổng ngồi ổng thở dốc, kiểu như là ổng mệt vậy đó nha. Xong rồi ổng mới nói với những cái người trong nhà, là trên người những cái người ở trong nhà là có một cái ký hiệu, là cái hình xăm đó, là phải phá cái ký hiệu đó. Là gia đình mới biết á, là cái ký hiệu trên lưng của mỗi người trong nhà do bà thầy bà xăm đó. Thì ông thầy mới tiếp tục ổng dùng cái nhang ổng vẽ vẽ trên cái lưng vậy đó. Bắt đầu ổng cũng như là đang đánh lộn bánh lạo gì đó, mà gương mặt ổng hừng 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 mà đỏ gực lên nha. Thì một thời gian sau nha, ba bạn mới bắt đầu tỉnh dậy. Thì ông thầy ổng cũng bắt đầu ổng đỡ mệt hơn. Thì ba bạn mới bắt đầu tỉnh dậy, là bắt đầu là tỉnh rồi đó. Ba bạn mới nói nha, là chân tôi đau quá, tê chân quá. Thì ông thầy ông mới nói nha, là anh đau chân là đúng rồi. Tại vì á, là tôi đem cái vong đó ra từ theo chân của anh mà. Cái vong đó là vong quỷ luôn, tôi đã làm rất là mạnh mới lôi được nó ra đó. Anh có biết á nha, là gia đình có biết rằng á nha, là gia đình đã bị người ta hại rồi không? Là cái bà thầy nuôi 7 con chó đó nha, là đã hại đó. Thật ra là cái vong của cô Bê đó nha, là bà đem đi rồi. Nhưng mà bà lại dùng một cái vong là âm binh của bà yếm vô người của ba bạn này nè. Ngoài cái cô đó ra nha, là ba còn ba người chị em nữa. Nhưng mà những cái người đó đó là bị đày dưới địa ngục á, cho nên lâu lâu người ta mới lên người ta hành ba nhức đầu này nọ thôi. Còn cái cô đó, cái vong quỷ đó đó, nó điều hành, nó nằm, nó dựa ở trong người của ba bạn vậy đó, để cho yếm vô trong người của ba bạn. Rồi lâu lâu á, nó nhập vô trong người của ba như vậy, để cho gia đình á thấy lo, mới kiếm bà thầy, mới mất tiền với bà như vậy. Bởi vì bà vẽ ra rất là nhiều, làm cho là gia đình tốn tiền như vậy. Và những cái ký hiệu trên gia đình á, là bà cố tình bà xăm lên, bây giờ là phải phá mới được. Thì xong rồi ông thầy cũng phá, thì gia đình cũng rất là mừng luôn. Thì sau cái buổi lễ từ tạ đó, thì ba mẹ của bạn á, là cũng bắt đầu lấy tiền để trả cho ông thầy. Nhưng mà ông thầy ổng không có nhận nha, ổng không có nhận tiền. Thì mẹ bạn thấy như vậy á, cũng nói chung là cũng mua đồ ăn về bồi bổ, cũng mời ông thầy ăn. Thì ông thầy cũng dùng bữa. Thì xong rồi ông thầy mới nói á, là bây giờ giúp gia đình bạn tới đó thôi. Xong rồi khi mà ông thầy về nha, là tối đó thầy cũng gọi lại nữa. Thầy mới nói nha, là trong nhà vẫn còn một cái lá bùa nữa. Nhưng mà lúc vô á, là ông thầy cũng không có thấy. Bây giờ gia đình cố gắng kiếm đi. Bây giờ bà đó, bà dán cái lá bùa đó, bây giờ bà đang chống chọi lại với ông thầy, cho nên gia đình cố gắng kiếm cái lá bùa đó đi. Thì nhà bạn mới lục tung ở chân kiếm quá trời luôn, mà kiếm hoài không thấy nha. Mới đi ra phía sau nhà, cái vách ở phía sau nhà, mới nhìn ở mị mị trên cao á, mà là mới thấy một cái chữ vẽ trên đó đó, mà không có biết là bà vẽ hồi lúc nào luôn. Nhà bạn không có biết vẽ lúc nào luôn. Thì xong rồi ba bạn á mới lấy cái dao cạo cái đó gà. Thì ông thầy mới gọi á nha, ông mới nói là được rồi. Thì từ đó về sau, gia đình của bạn bắt đầu sinh hoạt bình thường trở lại, và không có cái chuyện gì xảy ra nữa hết trơn á. Thì tới đó là cái câu chuyện này nó cũng kết thúc đó mấy bạn. Trời, kể câu chuyện này mà khang cổ họng, khang tiếng không, nó dài quá. Thì qua cái câu chuyện này nè, mình cũng có thể thấy nha, là nói chung là khi mà mình nghe câu chuyện này xong á, thấy nó cũng khá là hư cấu hả mấy bạn. Kiểu như là nó có những cái tình tiết mà mình không tưởng tượng được, không nghĩ là nó là sự thiệt luôn. Nhưng mà cái chị đã kể lại, cái bạn đã kể lại câu chuyện này nè, nói là sự thật hoàn toàn luôn. Ban đầu cái chị đó, cái bạn đó là cũng không có nghĩ nó là nó xảy ra như vậy luôn đó. Nhưng mà do là chính bản thân đã chứng kiến và đã xảy ra trong gia đình luôn, cho nên mới bắt đầu tin đó. Bởi vậy khi á, mà mình đi kiếm thầy, mình cũng nên tìm hiểu kỹ mấy bạn. Kiểu như là gặp ngay gia đình của các bạn này nè,
Nếu mà kiếm được ngay ban đầu á, kiếm được một cái người thầy mà tốt tính, có tâm với nghề ban đầu á, là đã dễ dàng rồi, đã không có tốn nhiều tiền như vậy rồi. Xui một cái là gặp ngay cái bà thầy này, bà vẽ ra rất là nhiều tiền, làm cho mẹ của bạn á, tốn rất là nhiều tiền luôn. Tốn tiền này tiền kia đủ thứ tiền hết trơn á. Xong rồi á, là còn bị bà hại, bà yểm một cái vong dữ hơn nữa vô người, làm cho hàng ngày hàng tuần á, phải tốn tiền hoài vậy đó. May mắn á nha, là đã gặp được một cái ông thầy cao tay ấn mà lại tốt nữa, cho nên á, gia đình của bạn mới thoát được cái hiểm cảnh này. Chứ nếu không á, là nó còn xảy ra những cái chuyện còn kinh khủng hơn nữa. Bởi vậy nhà bạn nào mà đã xảy ra những cái chuyện tâm linh mà muốn kiếm thầy á, thì cũng nên tìm hiểu kỹ về cái người thầy đó có đáng tin cậy hay là không nha. Và bây giờ á, thì mình cũng đã kể xong cái tập 92 rồi. Thì bạn nào á, mà nghe chuyện thấy hay, nhớ cho mình một cái nút like và comment cảm xúc của mình ở bên dưới nha. Cũng có thể đăng ký kênh. Và bây giờ á, thì chúc mấy bạn nghe chuyện vui vẻ.